Hello, Love Lê Sài Gòn xin gửi lời chào đến quý anh chị nha. Lại một cái video nữa trên kênh Love Lê Sài Gòn, anh về khu vực Tân Định khi xưa. Đó. Và trong cái video ngày hôm nay thì xin mời quý anh chị cùng với lại Love Lê Sài Gòn chúng ta cùng ghé thăm một cái đoạn đường khá là ngắn thôi nhưng mà mang rất là nhiều kỷ niệm ngày xưa về khu vực Tân Định với rất là nhiều quý anh chị. Phía trước đang là nhà thờ Tân Định nha. Và đối diện đây là trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng. Theo như Lớp Ly tìm hiểu thì ngày xưa ở cái trường này là trường Thiên Phước ha. Thiên Phước nhà thờ Tân Định. Đó, nằm sát bên nhau. Khoảng hơn 10 thước. Vậy đó. Rồi phía trước đường Đinh Công Tráng này, ngay ngã ba này là có tiệm kính thuốc này, bây giờ là tên là Kính Hưng. Nhưng mà ngày xưa thì theo như một số thông tin Lớp Ly được biết thì đó là tiệm kính tiên, tiệm thuốc kính tiên đó, với một cái vị trí là ngay ngã ba mà khá là nhỏ thôi đây. Đó, ở phía trên thì có một cái ngôi nhà màu vàng vàng trông rất là cổ kính. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ngã ba đường Đinh Công Tráng này, và chúng ta sẽ đi theo men cái con đường Đinh Công Tráng và đi thẳng tới hẻm Đinh Công Tráng luôn ha. Đó, và trên cái đường này thì có rất là nhiều cái địa điểm, thí dụ như là bánh xèo này, rồi trong này còn có những cái ngôi trường như là Tân Thịnh, Les Lauriers, trường Văn Minh đó. Thì những cái địa điểm đó là Lớp Ly tìm hiểu được và gợi nhớ cho quý anh chị trong cái video clip ngày hôm nay. Còn về cái vị trí của nó nằm ở cái khu vực nào thì chắc là Lớp Ly sẽ cùng mời quý anh chị cùng với Lớp Ly đi khám phá thôi. Nhìn lại một chút xíu về cái khu vực ngã ba Đinh Công Tráng với lại Hai Bà Trưng ha. Ok, bây giờ xin mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng đi men theo cái con đường này với rất là nhiều cái lối kiến trúc cổ xưa. Đó. Đây thì có một cái building tòa nhà đang xây lên, không biết cái góc đường này ngày xưa bên mé đối diện kính thuốc này nó là cái gì. Thì cô chú anh chị có ai nhớ thì nhớ góp ý cho Lớp Ly Sài Gòn nha. Đường Đinh Công Tráng này thì cũng nhỏ thôi nhưng mà không biết bây giờ cái tiệm bánh xèo đó, nó còn hoạt động không nhỉ? Tuy nhỏ nhưng mà có vỏ đó mọi người, nhà rất là cao to nha, bán đồ toàn là hàng hiệu không đấy. Nhưng mà được cái đường nó yên tĩnh, trông có vẻ là rất bình yên ha, không quá xô bồ giống như những cái con đường ở phía trước. Và mục đích Lớp Ly quay là để chia sẻ những cái hình ảnh xưa kia cho mọi người, cho nên là những cái căn nhà mà mang cái dấu tích cổ xưa rất là có giá trị ha đối với cái clip của Lớp Ly. Cho nên là khi mà Lớp Ly đi qua những cái vị trí nó có những cái ngôi nhà cổ xưa thì Lớp Ly sẽ dừng lại một chút xíu cập nhật nó chia sẻ cho quý anh chị. Ở đây là một con hẻm Đinh Công Tráng, hẻm số mấy đây, đầu hẻm không thấy để cái gì hết. Đây tiệm bánh xèo 46A. Bây giờ thì Lớp Ly chưa có đói nên nhiều khi cũng không có ghé vào ăn được. Đây tiệm bánh xèo, chắc là tiệm bánh xèo rất là nổi tiếng ở đây nè. Đó, Lớp Ly sẽ rạo rạo một chút xíu ở khu vực này quay cho mọi người nha. Bánh xèo 46A đây. Đây là khu vực đi vào. Thì bánh xèo rất là lớn, bây giờ hiện tại vẫn còn luôn. Với cái lối màu xanh chắc là thay đổi nhiều hơn so với khi xưa rồi ha. Đó. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục nha. Quay một chút xíu gợi nhớ cho mọi người đi. À, quý anh chị đi. À, xin lỗi quý anh chị nha. À, Lớp Ly nhiều khi còn quen cái kiểu gọi là mọi người gì đó.
cho nên là để Lovely sẽ sửa dần dần. Những cái tòa nhà rất là cao, ngước lên là cái đầu mình dựng 90 độ. Phương Mai, đây là một cái con hẻm 81 đường Đinh Công Tráng nha. Chúng ta cùng đi tiếp. Đây hẻm 37 nè. Số 37 đường Đinh Công Tráng. Đây có một cái ngôi nhà cũng khá là cổ xưa nè. Rồi mình cùng đi tiếp tục một số cái, quay lại một số cái hình ảnh trên cái con đường Đinh Công Tráng này ha. Bây giờ chắc có lẽ là thay đổi cũng khá nhiều rồi. Trung tâm in màu kỹ thuật số Phương Quỳnh này. Đó, một số cái địa điểm như vậy cho quý anh chị có thể hình dung được ha. Hiện nay con đường Đinh Công Tráng này nó như thế nào. Bên vé tay trái đây là có một cái tòa nhà cũng khá là lớn. Này không biết chỗ nào là cái, những cái ngôi trường ngày xưa trên cái đường này ha. Đây trường tiểu học Đúc Sống này. Chắc là ngày xưa cũng là một trong những cái ngôi trường, một trong những cái ngôi trường cổ ở trên cái khu vực này. Đó, ở đây có những cái ngôi nhà rất là thú vị nha. Nhà may quần áo Nguyên Phương gì đây. Đó, cái lối kiến trúc nó nhìn xưa xưa vậy. Và phía trước mọi người đây đang là con đường Thạch Thị Thanh. Đó. Nếu mà quẹo bên tay quẹo bên tay phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Hiền Vương này. Ngày xưa là Hiền Vương, bây giờ là đường Võ Thị Sáu. Còn quẹo bên tay trái thì chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Trần Quang Khải đó. Đó, chúng ta sẽ trái xuống đây đi. Đường Thạch Thị Thanh nha mọi người. À, nha quý anh chị. Đó, phía trước là có một cái ngôi nhà cũng khá là xưa xưa chút xíu. Đây là có một con hẻm, mà trong cái con hẻm này chúng ta sẽ đi băng ra được đường Nguyễn Phi Khanh nha. Đó, khu phố 7. Đây là đường Thạch Thị Thanh. Đó, cũng nằm ở khu vực Tân Định. Gợi nhớ một chút xíu những cái hình ảnh này cho quý anh chị. Ở phía trước chúng ta đang là đường Nguyễn Hữu Cầu. Đó. Chiều chiều mình đi lang thang một chút xíu và gợi đến cho quý anh chị những cái hình ảnh rất là thú vị ha. Về khu vực Tân Định, đây là một cái ngôi nhà nữa, nhìn nó cổ xưa nè. Đó, phía trên kia nữa. Đây là đường Huyền Quang nhé. Đường Huyền Quang chúng ta sẽ đâm ra đường Nguyễn Phi Khanh. Ở trên con đường Huyền Quang này nó có chả cá Lạ Vọng ấy. Đó, đường Huyền Quang rất là ngắn thôi, nhỏ lắm. Rồi chúng ta sẽ đi ra phía trước, đó là đường khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu. Và lớp đi Sài Gòn cũng xin phép được kết thúc cái video
xem lại cái hình ảnh về đường Đinh Công Tráng, khu Tân Định ngày xưa đó. Hy vọng là sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị những cái hình ảnh thân thuộc, gợi nhớ nhiều kỷ niệm nhất. Ở đây là cái đoạn đường Thạch Thị Thanh. Lovely xin phép kết thúc cái video của mình ở đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau nha. Không quên chúc mọi người có một ngày thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ha.